Xin chào tất cả mọi người, mình là Hồng Minh. Hiện tại mình đang ở 131 Thịnh Quang, quán Vua Vi Bắc Thiết Chay. Cùng theo chân mình vào đây khám phá nha. Không gian ở đây vô cùng là bình yên và trong xanh. Mình thấy là rất là phù hợp cho những bạn nào muốn đến đây xả stress. Bước vào đây mình thấy không gian rất ấm cúng. Tại đây những bàn được bài trí với rất nhiều góc ngồi. Điều đặc biệt trên những bức tường thì đều được vẽ những bức tranh với họa tiết sen. Cảm giác đến với Vô Vi, các bạn như được đắm chìm, hòa mình trong không gian an yên vậy. Đây là quầy live buffet của nhà hàng. Hãy cùng mình khám phá những món ăn ở đây nhé. Mình là người rất là thích ăn chay và mỗi lần đến đây ăn chay mình thường chọn ăn món nấm hoặc những món như là giả gà hay là giả chả. Ở đây có vài món rất là lạ, mình đang không biết đó là món gì, mình sẽ hỏi nhân viên. Mình thấy rất là hay. Như các bạn cũng thấy thì ở đây có rất là nhiều món ăn và mình sẽ thử một món mà mình vô cùng thích, đó là món canh chua. Và hôm nay mình có khám phá được một món mì ở đây, đó là mì thập cẩm. Cùng mình thưởng thức nhé. Hai món tráng miệng rất là đặc biệt, gồm có tàu phớ và món chè đỗ đen. Và cá nhân mình thì rất thích ăn tàu phớ cùng kèm hoa quả. Món ăn thì cũng đã ra rồi đây. Vừa nãy ở quầy live thì mình có thấy món nem là món được hết nhiều nhất. Và cá nhân mình nghĩ là món này chắc là được rất là nhiều khách hàng recommend, nên là mình sẽ thử trước nhé. Theo cảm nhận của mình thì món nem ở đây rất là ngon và đậm vị. Bạn nào mà thích ăn chay ấy, thì các bạn có thể đến đây thưởng thức. Các bạn sẽ cảm nhận được cái vị hải sản ở bên trong. Nhưng các bạn nhớ là đây là món ăn chay nha. Món ăn thứ hai mình muốn giới thiệu với các bạn đó là món phở cuốn. Đây là món xích lê trò của quán. Phở cuốn nhìn qua thì rất là thanh đạm. Cùng mình thưởng thức món này nhé. Nhìn qua thì mình thấy nguyên liệu ở đấy rất là tươi ngon. Mình nghĩ là nem ngon hay không, cái điều quan trọng nhất vẫn là nước chấm. Ở đây các chị vẫn đã chấm rất là ngon luôn đấy. Và ai đến đây mà muốn chắc dạ thì không thể bỏ qua đó là món cơm nắm. Và mình sẽ thưởng thức món này cùng với nấm xào nhé. Nhìn chung là các món đây rất là ngon và thanh đạm. Thật sự mình rất là recommend các bạn đến đây nhé.